Tướng Milley, quân đội Trung Quốc đã trở nên hùng hãn hơn đáng kể. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nhận định, quân đội Trung Quốc đã trở nên nguy hiểm và hung hãn hơn nhiều đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong 5 năm qua. Các bình luận từ vị tướng hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ được đưa ra khi ông đến thăm Indonesia và gặp Thủ tướng Andika Prakasa, Tổng chỉ huy lực lượng phòng vệ quốc gia Indonesia, trong một chuyến công du quốc tế khắp khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương, với ý định tăng cường quan hệ đối tác, AP cho hay. Ông Milley nhấn mạnh, thông điệp của quân đội Trung Quốc cả trên không và trên biển đã trở nên hung hăng hơn đáng kể và đáng chú ý hơn ở khu vực này. Đây là một khu vực mà Trung Quốc đang cố gắng tiếp cận vì mục đích riêng của họ. Và một lần nữa, điều này đáng lo ngại vì Trung Quốc không làm điều đó chỉ vì những lý do tốt đẹp. Họ đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình trong toàn khu vực và điều đó tiềm ẩn những hậu quả không có lợi cho các đồng minh và các đối tác của chúng tôi trong khu vực. Tháng trước, Singapore Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng cho biết, Hoa Kỳ đã quan sát thấy sự gia tăng đáng báo động số lượng các vụ ngăn chặn trên không và đụng độ trên biển nguy hiểm do máy bay và tàu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gây ra. Tướng Milley lưu ý, ông đã yêu cầu nhân viên của mình tổng hợp chi tiết về các tương tác với người Trung Quốc trong khu vực. Ông nhận thấy có sự gia tăng đáng kể về mặt thống kê. Trong các cuộc đánh chặn giữa lực lượng Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản, Canada, Úc, Philippines và Việt Nam. Tuy nhiên, ông không cung cấp con số chính xác về các vụ việc. Chính quyền Biden đã tập trung sự chú ý vào mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc khi quốc gia này không ngừng tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình. Theo Hội đồng quan hệ đối ngoại, mối quan tâm giữa Mỹ và các đồng minh đã tăng lên đáng kể về việc Bắc Kinh đang cố thực hiện các động thái như thiết lập căn cứ hải quân ở quần đảo Solomon. Đáng chú ý hơn là có nhiều lần Trung Quốc còn đưa máy bay chiến đấu gần Đài Loan và Nhật Bản. Chuyến đi của ông Milley đánh dấu chuyến thăm Indonesia đầu tiên của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân kể từ khi Đô đốc Mikhail Mullen đến thăm nước này từ năm 2008. Indonesia được coi là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm của mình, ông Milley bày tỏ, chúng tôi muốn bắt tay với Indonesia để phát triển khả năng tương tác và hiện đại hóa quân đội của chúng ta nói chung, nhằm đáp ứng bất kỳ thách thức nào mà Trung Quốc đặt ra. Đầu năm nay, Mỹ đã thông qua việc bán máy bay chiến đấu tiên tiến trị giá 13,9 tỷ USD cho Indonesia. Và tại Jakarta hồi tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Blinken cũng đã ký các thỏa thuận tăng cường các cuộc tập trận hải quân chung giữa Mỹ và Indonesia. Thưa quý vị, tiếp theo sau đây sẽ là một số tin tức quốc tế khác. Tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một nhà thờ ở Syria. Hãng thông tấn SANA cho biết, một vụ tấn công đã xảy ra đúng vào thời điểm có đám đông tập trung nhân dịp khánh thành nhà thờ Hagia Sophia ở thành phố El Sukailabia thuộc vùng Hama. Trước đó, SANA đã đưa tin nhà thờ đã bị tấn công bằng rocket và có 2 người thiệt mạng, sau đó đã đính chính bằng nội dung trên. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh dẫn các nguồn tin tại thực địa xác nhận vụ việc. Theo SOHR, đã có 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ tấn công bằng UAV hoặc pháo kích do các nhóm phiến quân gần đó tiến hành. Vụ tấn công khủng bố mới nhất ở Syria xảy ra 2 ngày sau đợt không kích làm 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em tại khu vực Idlib do lực lượng nổi dậy kiểm soát. Cơ quan tình báo kinh tế EIU đã cảnh báo rằng nguy cơ vỡ nợ có chủ quyền ở các thị trường biên giới ở châu Á đang gia tăng do nguy cơ lạm phát tăng nhanh và chi phí đi vay tăng. Giờ đây, Lào và Mông Cổ có thể sẽ tiếp bước Sri Lanka trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2026 và Myanmar là một quốc gia tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo báo cáo của BBC, Sri Lanka đã tích lũy những khoản nợ khổng lồ trong nhiều năm. Vào tháng 6, nước này trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương vỡ nợ nước ngoài trong 20 năm qua. Sri Lanka đang điều phối 3 tỷ đô la viện trợ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, nhưng do bất ổn chính trị trong nước nên việc này đang rơi vào bế tắc. Tỷ lệ lạm phát của Sri Lanka đã tăng vọt khoảng 50%, thậm chí giá lương thực cũng tăng 80% so với một năm trước. Đồng rupee mất giá mạnh, đồng thời cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại hối, nhiên liệu và thuốc men. Ngoài Sri Lanka, các nước châu Á đang phát triển khác dường như cũng đang đi theo con đường tương tự, bao gồm Lào, Pakistan, Maldives và Bangladesh. Cơ quan tình báo kinh tế
đã công bố một báo cáo vào ngày 21 tháng 7, trong đó chỉ ra rằng Lào và Mông Cổ có khả năng vỡ nợ trong khoảng thời gian từ năm nay đến năm 2026. Và Myanmar cũng là một quốc gia khác tiềm ẩn rủi ro cần được chú ý. Cơ quan tình báo kinh tế châu Âu cho rằng việc giảm dự trữ ở các nền kinh tế biên giới này do chi phí nhập khẩu tăng cao cùng với sự gia tăng chi phí đi vay toàn cầu do lãi suất tăng mạnh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã làm tăng nguy cơ vỡ nợ, đồng thời lạm phát và tiền tệ mất giá cũng có thể khiến Mông Cổ phụ thuộc vào dòng nợ mới để có thể trả lãi. Đối với Myanmar, mặc dù EIU dự đoán rằng tình hình ở Myanmar tương đối ổn định, nhưng xung đột nội địa của nước này có thể leo thang mà không có cảnh báo trước và nó cũng sẽ gây ảnh hưởng cho khả năng thanh toán của quốc gia. Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra một báo cáo trong tuần này chỉ ra rằng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Myanmar còn yếu. Hơn nữa, lạm phát tăng cao, thiếu đô la Mỹ và xung đột trong nước đều là những thách thức mà Myanmar phải đối mặt trong quá trình phục hồi sau đại dịch. Theo báo cáo của Reuters, do chi phí đi vay tăng, lạm phát và nợ nần có thể dẫn đến sự suy sụp kinh tế, một số nhà phân tích đã đặt ngưỡng cho lợi tức trái phiếu vượt quá 10% lợi tức trái phiếu của Mỹ, cộng thêm các cuộc khủng hoảng như đồng tiền mất giá và dự trữ ngoại hối sụt giảm mạnh được sử dụng để sàng lọc. Có ít nhất 12 quốc gia đang trên bờ vực khủng hoảng bao gồm Pakistan, Argentina, Ukraine, Belarus, Tunisia, Ghana, Ai Cập, Kenya, Ethiopia, El Salvador, Ecuador và Nigeria. Một số phân tích ước tính rằng các quốc gia này có tổng nợ phải trả lên tới 400 tỷ đô la Mỹ, trong đó Argentina có số tiền nợ lớn nhất lên tới 150 tỷ đô la Mỹ, tiếp theo là Ai Cập và Ecuador lần lượt là 40 và 45 tỷ đô la Mỹ. Italy giải cứu hơn 600 người di cư ngoài khơi Calabria. Cụ thể, giới chức Italy đã cho biết hơn 600 người di cư trên một thuyền đánh cá có hành trình vượt biển Địa Trung Hải đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Calabria và một tàu chở hàng giải cứu ở mỏm phía nam của nước này vào ngày 23 tháng 7. Những người này đã được đưa đến nhiều cảng biển ở Sicily và Calabria vào sáng ngày hôm sau. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tìm thấy 5 thi thể người di cư đã thiệt mạng trước đó trên biển. Tại đảo Lampedusa, khoảng 522 người di cư từ các nước như Afghanistan, Pakistan, Sudan, Ethiopia và Somalia đã đến đảo này từ vào tối 23 tháng 7 trên 15 thuyền khởi hành từ Tunisia và Libya. Trước đó cùng ngày, chính quyền đảo cũng đã tiếp nhận 350 người di cư. Hãng thông tấn ANSA của Italy cho hay cơ sở hạ tầng tại Lampedusa đang quá tải khi phải tiếp nhận 1.200 người di cư, trong khi sức chứa tối đa chỉ là 300 người. Nhiều tổ chức phi chính phủ vẫn đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu người di cư gặp nạn trên biển Địa Trung Hải. Tổ chức Sea-Watch cho biết đã tiến hành 4 đợt giải cứu người di cư vào ngày 23 tháng 7. Trong đó, tàu Sea-Watch 3 đã tìm thấy và cứu giúp hơn 420 người di cư. Trong khi đó, tàu Ocean Viking do tổ chức SOS Mediterranean vận hành đã giải cứu 87 người di cư, bao gồm cả trẻ nhỏ, không có người thân đi cùng. Thống kê của Bộ Nội vụ Italy cho biết, từ đầu năm đến ngày 22 tháng 7, nước này đã ghi nhận 34.000 người di cư đến đây, cao hơn so với mức 25.500 người của cùng kỳ năm ngoái và 10.900 của năm 2020. Giới chuyên gia nhận định các nước Địa Trung Hải nằm trên tuyến đường di cư lớn vào châu Âu có thể sẽ ghi nhận hơn 150.000 lượt người di cư trong năm nay trong bối cảnh lương thực thiếu hụt do cuộc xung đột tại Ukraine đe dọa làm bùng phát một làn sóng di cư mới từ châu Âu và Trung Đông. Tại ngay app Top Top Send, chuyển tiền nhanh chóng, không sợ mất phí, dễ dàng sử dụng.